Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay chúng ta sang tiếp bài 71 có tựa đề là Tương quan giữa phước và tội. Chúng ta học bộ kinh Mi Tiên Vấn Đáp này, chúng ta giải quyết được rất nhiều vấn đề. Những câu hỏi mà vua Mi Lan Đà thắc mắc với Tỳ Kheo Na Tiên cũng chính là những câu hỏi của chúng ta. Đây là một cái bộ kinh rất đặc biệt, chúng ta sẽ tăng trưởng được rất nhiều kiến thức mà mang được trí tuệ rất nhiều qua cái bộ kinh này. Nhưng các quý Phật tử thì chịu khó mình lắng nghe, một ghi chép về để rồi mình suy gẫm cho nó thật sâu sắc, mình sẽ lĩnh hội được rất nhiều cái kiến thức Phật pháp ở trong đây. Chúng ta vào bài 71. Lúc này Đức Vua mới hỏi Tỳ Kheo Na Tiên thế này: Thưa Đại Đức, trong hàng ngũ sa môn của Đại Đức có người thuyết rằng có kẻ trọn đời làm ác, nhưng đến khi lâm tử họ tưởng nhớ đến Phật, nhớ đến ân đức của Phật hoặc tướng hào quang minh sáng chói của Phật thì có thể sinh được lên cõi trời. Điều ấy thật là khó tin. Lại nữa, các vị ấy còn thuyết rằng người nào đã lỡ tạo nghiệp sát sinh không cần phải nhiều lần, dù chỉ một lần, người ấy phải bị đọa địa ngục chẳng sai. Điều ấy cũng lại càng không thể tin được. Vua Mi Lan Đà đặt cái nghi vấn với Tỳ Kheo Na Tiên rằng: Tôi có nghe trong cái hàng sa môn của các thầy, tức là các sư đó, có người thì nói rằng có kẻ trọn đời làm ác, nhưng đến khi lâm tử, tức là khi chết, khi lâm chung đó, mà họ nhớ được ân đức của Phật, nhớ được tướng hào của Phật, đặt cái niềm tin như thế, thì họ có thể được sinh lên cõi trời. Thế rồi cũng lại có sư thì nói, người nào lỡ tạo nghiệp sát sinh, không cần phải nhiều lần, dù chỉ một lần thôi, thì người này cũng phải đọa địa ngục, chẳng sai. Thì ông cũng thấy là hai cái người này nói nghe chừng có vẻ mâu thuẫn ghê. Cho nên ông không tin, ông bảo khó tin được. Một người thì nói rằng người nào nếu lỡ tạo ác nghiệp rồi, nhưng đến lúc chết ấy, mà còn nhớ được ân đức của Phật và nhớ tưởng được tướng hào quang minh của Phật đầy đủ, người này vẫn có thể được sinh lên trời. Thế còn có người thì nói rằng á, chỉ cần sát sinh một lần thôi cũng phải đọa địa ngục. Thế thì là thế nào? Vậy hai người này nói có mâu thuẫn với nhau không đấy? Nó ra làm sao nhỉ? Ông rất thắc mắc. Thế thì chúng ta nghe tiếp xem Tỳ Kheo Na Tiên nói sao. Na Tiên đáp rằng: Tâu Đại Vương, Đại Vương nghĩ thế nào nếu có người ném một viên đá nhỏ độ bằng một hạt bắp hay hạt tiêu xuống mặt nước thì viên đá ấy sẽ nổi hay là chìm? Na Tiên hỏi rằng: Nếu bây giờ có người ném một hạt hòn đá nhỏ thôi hay là hạt sỏi thôi, và bằng hạt ngô hay là bằng hạt tiêu thôi ném xuống nước thì cái hòn đá ấy, hòn sỏi ấy nó nổi hay nó chìm? Câu này dễ trả lời đúng không? Thì ông vua đáp rằng chắc chắn là nó phải chìm. Chắc chắn phải chìm. Ở đây chúng ta cũng trả lời được đúng không? Sỏi đá dù bằng hạt ngô chứ bằng hạt vừng mình ném xuống nước thì nó cũng phải chìm. Đấy. Thì Na Tiên này hỏi tiếp: Bây giờ thưa Đại Vương, nếu có một người chất mấy trăm viên đá lớn vào một chiếc thuyền to có sức chở lớn thì mấy trăm viên đá ấy có chìm được không hả Đại Vương? Đã. Thế thì ông mới đáp rằng: Thưa Đại Đức, là không, không chìm. Đó. Tức là chất bây giờ mình có cái thuyền thật là to, mình chất rất nhiều tảng đá lên trên đấy. Đó. Tức là nó không cho nước chảy vào, ngập vào mạn thuyền, thì tức là không chìm. Cái đấy chúng ta vẫn vận chuyển, vẫn chuyên chở. Ai cũng hiểu được cái điều này. Cho nên là không chìm, những hòn đá không bị chìm. Thì ông vua cũng nói được là không chìm. Thì Na Tiên mới đáp thế này: Thưa Đại Vương, cũng vậy là tội và phước. Đó.
tội và phước cũng có sự tương quan với nhau, thưa đại vương. Đấy, giữa tội và phước, phước hay là phúc đấy, mà phước là cái từ ở phía trong miền Nam ta gọi là phước, miền Bắc mình gọi là phúc. Tội và phúc, hai cái này nó có liên đới tương quan với nhau. À, cũng giống như nước nóng, nước lạnh, à, cũng giống như là âm dương. Đấy, nó có những cái liên đới với nhau. Thì Na Tiên nói tiếp, thưa đại vương, một viên đá dù bé như hạt tiêu, nó vẫn bị chìm xuống nước. Tương tự như vậy, có người làm việc ác dù chỉ một lần, như giết sinh mạng của loài hữu tình, thì ác nghiệp ấy có sức nặng, vẫn có thể đưa chúng sinh ấy đầu thai vào các cảnh giới đau khổ như địa ngục, ngã quỷ, súc sinh. Đó. Tức là một người làm một cái ác nghiệp, ví dụ như là sát sinh, đó, một lần thôi, nhưng mà cái sức nặng của cái nghiệp này cũng vẫn có thể khiến cho người này đọa địa ngục, đọa ngã quỷ, súc sinh đấy. Thấy không? Nhưng vài trăm viên đá lớn mà không chìm là nhờ có thuyền chở. Cũng giống như thế, một người làm việc ác nhiều, nhưng nhờ tưởng nghĩ đến ân đức của Phật, gọi niệm ân đức của Phật, tâm người ấy an trú vững chắc và hoan hỷ ở trong ân đức ấy. Nhờ vậy, chính nhờ thiện tâm ấy nâng đỡ, nó giống như chiếc thuyền lớn, người ấy được sinh thiên cũng là điều hiển nhiên thôi. Chỗ này Tỳ kheo Na Tiên phân tích để cho Vua Mi Lan Đà thấy cái người tạo ác nghiệp tuy rằng có thể là nhỏ mà cũng có thể bị chìm đắm, khiến cho người này chìm đắm xuống ba đường ác. Nhưng cái người ta đã lỡ tạo ác nghiệp rồi, nhưng mà nhờ Pháp Phật, nhờ người ta tưởng nhớ đến ân đức của Phật, an trú cái tâm mình trong đó vững chắc, người ấy vẫn có thể được tái sinh lên cảnh giới cao như cảnh giới chư thiên chẳng hạn. Đó. Đấy. Thì ông vua ông mới lại nói rằng là chấm hiểu rồi. Na Tiên lại nói tiếp, lại nữa thưa đại vương, ác nghiệp nặng thường đưa chúng sinh đi xuống, thiện nghiệp nhẹ thường đưa chúng sinh đi lên. À, ác nghiệp nó nặng cho nên nó dìm chúng sinh xuống dưới. Thiện nghiệp thì nó nhẹ, nó giống như là bóng bay ấy, khinh khí cầu ấy, nó làm chúng ta đi lên. Tuy nhiên, nếu đã lỡ tạo ác nghiệp rồi thì phải siêng năng, tinh tấn, làm việc lành. Chính nhờ việc lành, nhờ thiện nghiệp, nó có khả năng nâng đỡ cho tất cả chúng sinh. Tuy nhiên, Đức Thế Tôn còn dạy rằng, ghe thuyền hằng chuyên chở đồ đạc qua sông lớn, qua biển lớn. Nhưng nếu ghe thuyền ấy chở quá mức độ cho phép, ghe thuyền ấy sẽ bị chìm. Cũng vậy, thiện nghiệp nâng đỡ ác nghiệp, nhưng nếu ác nghiệp quá nặng, thiện nghiệp cũng sẽ bị chìm theo. Lại nữa, ghe thuyền ấy phải được vững chắc, kiên cố, không bị rò rỉ. Nếu bị rò rỉ, thấm nước thì phải tát cạn, phải bịt chặt các lỗ rò rỉ đi. Cũng vậy, đừng để ác nghiệp xen vào. Nếu ác nghiệp đã rò rỉ vào tâm thì phải bịt chặt lại, tát cạn lần hồi ác nghiệp ấy đi. Nhờ vậy, ghe thuyền thiện pháp kia sẽ đến được bến bờ an vui nhất định. Đó, tức là Na Tiên trích lời của Phật dạy, giữa nghiệp ác và nghiệp thiện, việc thiện và việc ác. Đó. Chúng ta làm việc thiện thì tạo nên nghiệp thiện, chúng ta làm việc ác thì tạo nên nghiệp ác. Và ông vua Mi Lan Đà, ông hiểu được cái điều này, ông rất hoan hỷ. Đó. Thế thì qua cái bài kinh này để chúng ta thấy giữa tội và phước nó liên đới với nhau. Thế thì cho nên ấy, tại sao trong kinh Địa Tạng Phật mới dạy người dù ở trong Phật Pháp làm được gì? Một thiện pháp dù nhỏ thôi, như hạt cát, như mảy bụi, vẫn được vô lượng lợi ích. Nghe không? Cái năng lực của chư Phật
từ lực của chư Phật thì phủ trùm khắp tất cả pháp giới. Nhưng chúng ta không câu nối được, không kết nối được. Đấy, mình tu tập mình chưa kết nối được. Đó, phải không? Thì chúng ta chưa nhận được. Cũng giống như Thầy nói là sóng của cái mạng Viettel chẳng hạn, nó phủ trùm khắp tất cả như thế này. Nhưng mà mình không có cái SIM của Viettel, mình không kết nối được. Nghe? Không thể nào mà nghe được. Đấy, thế thì cái này cũng thế. Năng lực của chư Phật rất là lớn, nhưng chúng ta không tu tập đúng pháp, nghe? Thì chúng ta không kết nối được. Đấy, thì ở đây cái phép niệm ân đức của chư Phật, mà trước đây ấy, thưa đại chúng đấy, cái phép mà ở đây chùa mình vẫn giàn trạch rất rõ, cái pháp môn trì danh hiệu Phật đó. Thế chỗ này sẽ có người thắc mắc, bảo đây thế thì Phật nói thế này đấy, thì sao đó? Thì hiểu thế nào? Vậy những người trì danh hiệu Phật, niệm danh hiệu Phật thì sao? Cái này rất rõ ở đây, niệm ân đức của Phật, và chúng ta phải an trú ở trong cái niệm này đó. Vào chứ còn Phật tử chúng ta đã rất nhiều năm tháng hiểu lầm cái việc trì danh hiệu Phật là đọc tên của Phật lên, nghe không? Đấy, mấy hôm trước thì chùa mình có các đạo tràng niệm Phật xin nghỉ ở đây. Thầy cũng đã chia sẻ cho một số nhóm, chưa chia sẻ được hết vì họ đi lúc về, không có đều nhau. Thì Thầy nhờ gặp nhóm nào phải chia sẻ để cho các Phật tử hiểu đúng về cái trì danh hiệu Phật. Các đạo tràng niệm Phật thì họ nghĩ trì danh hiệu Phật chỉ là đọc tên Phật thế thôi. Đấy gọi là trì danh hiệu Phật rồi, sướng tên của Phật lên là trì danh hiệu Phật. Nhưng mà nếu mà chỉ đọc tên của Phật, không hề học một chút gì về Phật Pháp, thì làm sao đúng được như bài kinh này? Đọc tên Phật mà không hiểu Phật thế nào, chẳng biết Đức Phật Thích Ca ra làm sao, công đức của Ngài đối với chúng sinh thế nào, không hề biết, thì có niệm ân đức của Ngài được không? Chính cái tưởng niệm ân đức Phật này, nó chính là cái cầu nối chúng ta để chúng ta kết nối được với cái lòng từ của chư Phật đấy. Và nhờ cái đó mà chúng ta giống như là chúng ta là viên đá rất nặng đặt được lên cái thuyền từ của chư Phật, không bị chìm. Đấy, thưa đại chúng. Thế nhưng bây giờ nếu mà chúng ta bảo như thế, con cứ đọc tên Phật là được rồi, gì đọc tên Phật nhưng không biết gì về Đức Phật thì có niệm ân của Phật được không? Có biết ân của Phật không? Không hề biết. Đấy, thành công lao của vua Trần Nhân Tông đối với chúng ta cũng thế, rất là lớn. Nhưng nếu không học, không nghe những lời giảng, lời dạy của Ngài thì ta làm sao thấm được cái tâm lão bà tha thiết của Ngài, nghe không? Đấy, cho nên giáo dục truyền thống, giáo dục lịch sử rất quan trọng. À, dòng họ, gia đình phải có cái giáo dục truyền thống này. Chúng ta dạy con cháu phải nhớ ơn công đức của tiên tổ, ông bà, cha mẹ. Đấy, ngày xưa ông gian khổ như thế, lập nghiệp như thế, nuôi cha nuôi mẹ như thế. Wow. Cho nên các con, các cháu biết được như thế, nó mới tri ơn. Khi biết như vậy, nó mới nhớ ơn và nó mới tri ơn. Còn không giáo dưỡng, không học, không nghe, làm sao biết gì về tiền bối mà mình tri ân? Đại chúng thấy không? Cho nên nếu chỉ đọc tên Phật không thì không thể nào khởi được cái niệm tri ân. Thầy đảm bảo là như vậy. À, chỉ đọc tên Phật thôi, A-di-đà-phật không, cũng chỉ là một cái thứ âm thanh thôi. Làm sao khởi được cái niệm tri ân? Đấy, cái người như thế sẵn sàng vô ơn ngay. À, bây giờ nếu đọc X-Y-Z mà bảo ông X-Y-Z này ông giúp cho mình được cái gì thì đi theo ông X-Y-Z ngay, chưa chắc đã đi theo A-di-đà-phật. Đấy, thế cho nên ấy, ở đây để Thầy giàn trạch cái chỗ này nhé, để cho tất cả Phật tử chúng ta không nghi ngờ gì về cái việc tu tập của mình. Hiểu thế nào là trì danh hiệu Phật? Trì danh hiệu Phật là gìn giữ danh hiệu Phật, chúng ta phải xứng đáng là con Phật, phải tu tập chân thật, thực hành pháp Phật dạy, gìn giữ giới của Phật, tuyên dương giáo pháp của Phật. Đấy là mình đang gìn giữ bảo vệ danh hiệu của Phật, của cha chúng ta. Đấy là rõ ràng, nghe không? Và như thế mình mới nhớ được ân Phật chứ. Trong khi chúng ta tu tập, chúng ta gian khổ như thế nào, nghe không? Chúng ta bị chướng ngại gian khổ như thế nào, chúng ta lúc ấy mới thấy công lao của Phật. Đấy, cũng giống như ở trần gian chúng ta nói làm sao? À, lên non mới biết non cao, nuôi con mới biết gì? Công lao mẹ thầy. Cũng thế, chúng ta không tu tập lời Phật dạy, thì chúng ta không thấy được công đức của Phật đâu. Không thấy được công đức của Phật thì không tri ân Phật,
không chuyên Phật, làm sao mà niệm ân Phật lúc lâm chung được đấy? Một người cả một đời không học kinh sách của Phật, không nghe giảng pháp, không thực hành lời Phật dạy, chỉ mỗi ngồi đọc tên Phật ra A Di Đà Phật không thôi, thế rồi bảo đến lúc chết là cái niệm biết ơn Phật nó sinh ra, làm gì có, không hề biết gì, chả biết Phật có công lao gì với mình, đúng không? Đấy, các quý Phật tử đi nghe kinh pháp Phật dạy mới thấy đúng là Phật thật từ bi, Phật thương mình như thế. Đấy, cũng đã có lần Thầy kể đấy, khi trong một lần Thầy lễ Phật mà mình cảm nhận được cái ân của Phật thật sự là vô cùng to lớn. Đã ngồi Thầy lễ xong, Thầy ngồi Thầy khóc nức nở, cái khóc mà nó hạnh phúc, cái khóc cùng cái sự biết ơn hạnh phúc vô cùng luôn. Đấy, cái niệm tri ân. Nhưng mà tại sao để mình có được cái tri ân như thế? Mình phải hiểu, phải nghe về Phật rất nhiều, mình phải thực hành lời Phật dạy, thì mình mới chiêm nghiệm, mới thấy đúng. Cũng giống như mình có nuôi con, các Phật tử có nuôi con, thấy gian khổ như thế đấy. Con lúc nó ốm đau xài đẹn, những lúc mà mình thiếu thốn vẫn phải chắt chiu nhịn cho con ăn. Lúc ý mình mới thấy cái gian khổ và mình mới thấy cái tình thương của mình với con thế nào. Lúc ý mình nghĩ, ngày xưa cha mình, mẹ mình cũng thương mình như thế. Lúc ý mới trào dâng cái niềm biết ơn cha mẹ. Cũng vậy đấy, không tu học Phật làm sao biết ơn Phật được. Thế cho nên ở đây chúng ta nhớ này, để sinh ra được tâm biết ơn là phải người có học. Cho nên ấy, nhân bất học bất tri lý là như vậy đấy. Người không học không có đạo lý, không có đạo lý tức là không biết ơn. Cho nên người thất học vô học là người hay vô ơn, sẵn sàng vô ơn. Đấy, cho nên chúng ta là con Phật phải khai mở trí tuệ, là phải học pháp của Phật. Đấy, cho nên mấy cái buổi các quý Phật tử ở đạo tràng niệm Phật về đây, Thầy được chia sẻ, họ ngồi họ nghe họ vô cùng hoan hỷ, họ nói chúng con bây giờ mới hiểu ra điều này. Đó, trước chúng con không biết, cứ nghĩ thế là chỉ có đọc tên Phật và chúng con chả đọc kinh sách gì hết ạ, bỏ hết rồi. Đấy, các đạo tràng là tuyên bố bỏ hết, không học kinh sách gì của Phật nữa, không tụng đọc một kinh nào hết, chỉ A Di Đà Phật thôi là đủ rồi. Thế bảo thế chết rồi, mỗi A Di Đà Phật thì chả biết cả A Di Đà Phật là ai, không? Đấy, thế rồi cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật rồi cũng tranh cãi nhau đấy, vì chẳng hiểu pháp gì cả. Phật tử của chùa mình thì đảm bảo không bao giờ tranh cãi nhau về chuyện A Di Đà Phật hay A Di Đà Phật, A Di Tòa Phò gì nữa rồi, phải không? Thoải mái, thế nào cũng được. Miễn biết là Phật thật là thế nào rồi. Đấy, thì mình có pháp, mình được học pháp, mình giác ngộ ra điều này. Anh muốn đọc là thế nào cũng được. Chẳng có A Di Đà Phật là đúng hay A Di Đà Phật là sai, không phải. Mình biết rồi, đấy là cái danh tự. Cái danh tự thôi. Cũng giống như là cái cột này, Việt Nam mình gọi là cột, người nước ngoài không gọi là cột. Nó chỉ là danh từ thôi. Đấy, cho nên danh là giả, có phải thật đâu. Nhưng mà muốn để biết danh là giả thì phải học pháp. Phải học mới được, phải tu học mới hiểu được cái điều này. Và không chấp trước. Đó, cho nên thưa đại chúng, cái bài này để chúng ta khởi được cái tâm tri ân Phật, niệm ân Phật này này, đến cái giờ phút lâm chung thật không phải đơn giản. Là phải người chân thật thực hành pháp của Phật. Cũng giống như thế, người con để biết ơn được cha mẹ, khởi cái niệm kính yêu cha mẹ, biết ơn cha mẹ, là người con ấy phải thật sống như thế nào. Chứ không phải mà suốt ngày hoang đàng chơi bời trác táng, xong về ngồi cái biết đọc tên cha mẹ kính yêu, thế là con biết ơn cha mẹ ngay được đâu. Không bao giờ có điều đó. Cái chỉ là ngôn từ bên ngoài miệng mình thôi. Để mà yêu kính cha mẹ thật là cả một cái sự thực hành. Đúng không đại chúng, thấy không? Có khi mình phải như thế này. Đó. Đấy, thì thưa đại chúng, cái bài này nói rất rõ. Người niệm được ân của Đức Phật, người ấy được vào trong lòng từ của Phật như thế, thâm nhập lòng từ Phật, được thuyền từ Phật nâng đỡ, phải không? Đỡ cho ác nghiệp người đó vẫn có thể không bị đọa. Đây là chân thật, đại chúng nhớ chưa nào? Thế nhưng mà để niệm được ân Đức Phật này, phải không? Thì phải tu hành chân thật giáo pháp của Phật, chứ không phải đọc tên Phật xuông. Đấy, cái bài này phải dàn trạch lại, không có người là bảo, đấy, bài này bảo là cứ làm ác cả đời rồi đến cuối cùng chỉ cần nhớ Phật thôi, thế là được sinh thiên, nghe không? Đấy, bảo thế đâu có dễ mà như thế này được đâu. Nhớ Phật là nhớ thế nào? Có phải chỉ nhớ cái âm thanh A-di-đà Phật là nhớ Phật đâu? Nhớ Phật, cái niệm ân này không phải đơn giản, thưa đại chúng.
Thầy đã một lần vào cái niệm ân Phật này rồi, thật sự nó hạnh phúc vô cùng, thưa đại chúng. Hôm trước mình học cái bài nước mắt đấy, có nước mắt độc, có nước mắt là an lạc. Đúng là khi đấy thầy ngồi thầy khóc ròng luôn, các huynh đệ lên mà thầy không dừng được cái cơn khóc, mà nó khóc hạnh phúc vô cùng, biết ân của Phật. Lúc ấy thầy nói là nếu có ai băm vằm chặt chém thân này ra ngàn mảnh để mà báo ân Phật thì mình cũng sẵn sàng, không có tiếc cái thân này nữa. Thật sự như vậy đấy, thấy ân Phật đối với mình quá lớn lao, quá lớn lao đấy. Phải vào cái niệm ân, thế mà ân như thế là phải cả một quá trình dài. Chúng ta rèn rũa học lời Phật dạy, thực hành lời Phật dạy rồi mới biết ơn của Phật được. Đấy thưa đại chúng, đấy cái niệm này này, lâm chung mà được cái niệm như thế này thì người này có tạo ác nghiệp một đời, người này vẫn sinh thiên được. Đấy. Thế còn chúng ta không vào được, không kết được với cái lòng từ của chư Phật, không lên được cái thuyền từ của chư Phật, nếu tạo ác nghiệp lên này trong này, dù sát sinh một lần thôi cũng có thể kéo mình xuống ba đường ác đấy. Các Phật tử thấy đáng sợ không? Rất đáng sợ. Trong này nó có một lần thôi đấy. À, cố ý một lần vẫn có thể bị đọa, vẫn bị ba đường ác đấy. Đó. Thế đây là chân thật. Cái câu chuyện hòn đá và cái thuyền là chúng ta rất dễ hiểu. Cái thuyền nó có thể chở hàng trăm tấn đá, không chìm vì thuyền nó có sức chở lớn. À, còn một hạt sỏi bằng cái hạt mè thôi, đặt xuống nước vẫn chìm. Đấy, vì nước không thể nâng đỡ được cái hòn đá ấy, dù bằng hạt mè. Thưa đại chúng, nhá. Thế cho nên tại sao có những người, người ta tạo cái tội rất nặng mà người ta không đọa? Đấy, vì chúng ta chưa biết được cái công đức tu hành của họ như thế nào. À, đây Đức Phật có một kiếp giết thằng tướng cướp đấy. À, nếu mà giết, mà giết người như trong một cái tiền kiếp Ngài hành Bồ Tát Đạo, giết thằng tướng cướp, mà chúng ta bảo nếu giết người thì tội rất nặng rồi. Nhưng mà rồi sau đó Phật có bị đọa đâu, trong cái tiền kiếp đấy Bồ Tát không bị đọa, không bị đọa. Đấy, vì chúng ta thấy cái công đức của Ngài nó khác, khác với chúng ta. Đó, vậy thì chúng ta phải hiểu nhé, cái năng lực của nghiệp nó có thể dìm chúng ta xuống, chúng ta không có cái gì nâng đỡ. Thế nhưng bây giờ nếu bảo chúng ta bảo ỷ thế này thôi, con cũng cố gắng để làm sao cuối đời con niệm được cái ân Phật, thế giờ con cứ sống thoải mái, tạo tội cũng không ngại gì cả. Chúng ta có dám liều thế không? Ở đây Phật dạy đây này, nếu mà thiền pháp, cái thuyền mà không đủ sức chứa nữa rồi là vẫn phải chìm thôi, đúng không? Không đủ sức chứa là phải chìm đấy. Chúng ta xin được lòng từ Phật bao nhiêu còn tùy mình đấy nhé. Kết nối bây giờ thầy nói là cũng có cái máy điện thoại nó rất tầm tịt đấy, phải không? À, hay là có những cái đường dây điện, điện trở nó nhiều, nó chỉ vào được một tí thôi. Lòng từ của Phật giống như điện đấy, khắp tất cả. Nhưng mà chúng ta là cái loại bóng đèn mà, hay là cái loại máy mà coi như là dây dẫn thì dỉ rồi, phải không? Điện nó không vào được bao nhiêu là chúng ta chìm đấy, không sáng lên được đó. Đấy, thì chúng ta thấy lòng từ Phật bao la, khắp pháp giới này chỗ nào cũng phù trùm, nhưng mà chúng ta được bao nhiêu còn ở mình đấy. À, mà đúng rồi đấy thưa đại chúng, chúng ta thật sự không khác gì cái dây dẫn đâu mà. À, nghiệp ác, cấu nhiễm nó giống là điện trở đấy. Chúng ta mà cứ tâm ác hại nhiều, bất thiện nhiều thì nó làm cho chúng ta làm sao không trong sạch. Không trong sạch là tạp nhiễm nhiều, tạp nhiễm nhiều là điện nó không vào được, đúng không? Đấy, cái dây mà dây dẫn, dây đồng này này mà dây đồng nhiều tạp chất ấy là điện nó không vào nhiều. Đấy, thì chúng ta cũng thế, lòng từ của Phật không phổ nhập vào mình được vì mình ô nhiễm nhiều quá, và mình nhiều tạp chất quá, tham sân si nó nhiều trong này, cho nên chúng ta không sạch. Không sạch là không hưởng được trọn vẹn lòng từ của chư Phật. Đấy, khi nào chúng ta sạch là lòng từ chư Phật tràn ngập, chúng ta được đầy đủ cái phước lành của lòng từ của chư Phật. Đó, thì thưa đại chúng nhé, thì qua bài này để chúng ta không chủ quan, nghĩ rằng đến phút đâm chung cũng giống như Phật tử tu niệm đọc tên Phật đấy, bảo đến lúc chết thì thôi kệ, bây giờ cứ làm sao chết là cứ đọc tên Phật, rồi có mọi người đến trợ niệm cho mình, thế là mình siêu lại còn vãng sinh tịnh độ. Chủ quan quá mất thôi, nghe không? Có ban trợ niệm đấy, vãng sinh tịnh độ, cái đấy là hết sức chủ quan, không thể nào mà như thế được.
không có nhân quả nào như thế được nhé. Thì qua cái bài này chúng ta thấy ân đức lòng từ của chư Phật vô cùng lớn, nhưng chúng ta để được hưởng cái lòng từ ấy, chúng ta phải chân thật tu tập, phải thanh tịnh tâm mình mới được, nghe không? Không ỷ lại, chúng ta phải chân thật tu tập đấy, nghe không? Không phải chỉ đọc tên Phật là đã là niệm ân của Phật đâu. Cái niệm ân Phật không phải là đọc tên Phật. Đọc tên Phật không, nếu mà không có tu tập, không thể nào ra được cái niệm biết ơn Phật cả. Đấy, thì chúng ta phải tu hành chân thật nhé.